Gà đi tìm thức ăn ngay giữa lòng kênh là điều không tưởng, nhưng nó lại đang diễn ra ở con kênh bờ kênh thuộc khu vực 1 thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa trong nhiều năm qua, do con kênh này đã bị bồi lắng vì tình trạng ô nhiễm. Gọi là kênh nhưng hoàn toàn không thấy mặt nước vì lòng kênh đã bị che kính bởi lục bình, cỏ mà đặc biệt là rác. Những lớp rác thải chồng lên nhau được hình thành từ những bịch ni lông, xác động vật, chai nhựa, hộp xốp hay nói đúng hơn là tất cả những phế phẩm từ sinh hoạt hàng ngày của người dân và rác thải từ khu chợ thị trấn Đức Hòa ngay gần đó. Theo thời gian, mỗi ngày một giày hơn tạo ra mùi hôi thối do sự phân quỷ xác động vật. Hơn thế nữa, lượng rác thải này làm cản trở lưu thông của dòng chảy, khiến cho nước bị ứ động, dòng chảy bị ách tắc kéo dài gần 1 km. Còn kênh ngập ngùa rác trở thành nơi lý tưởng cho các loại côn trùng như ruồi mũi, gián, chuột, sinh sôi nảy nở. Vì thế, các dòng kênh bị bức tử không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan mà còn làm cho mầm bệnh phát triển ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực, nhất là vào mùa mưa sắp đến. Mặc dù tại các hộ gia đình sống gần con kênh này đều được thu gom rác thải mỗi ngày, nhưng người dân cứ thế cố tình không biết đến. Nếu không có những biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức thì chuyện người dân xả rác gây ô nhiễm môi trường sẽ còn là chuyện dài kỳ, nói hoài, nói mãi, không chỉ riêng gì con kênh bờ kênh này.